Người có trí gắm làm việc thiện, tránh ác gian như tránh vừng sâu. Việc lành lần lừa không mau, tâm tà dành chỗ khổ đau tới liền. Ai đã lỡ gieo trồng nghiệp ác, đừng làm liều tiếp tục gây thêm. Chớ mà biện hộ tìm quên, quả sầu phải gặt xích xiềng bủa vắng. Có cơ hội gieo trồng giống tốt, nhớ siêng năng chăm sóc làm hoài. Căn lành tăng trưởng mỗi ngày, những ai tích phước nay mai an lành. Kẻ làm ác quả sầu chưa trổ, chẳng phải do những quả không thiên. Đến khi quả xấu kề bên, ác thời gặp ác khổ phiền ngày đêm. Người gieo thiện quả lành chưa có, chính là do giờ chỗ còn xa. Đủ duyên cây thiện trổ hoa, ở hiện gặt phúc hẳn là lý chân. Đừng xem nhẹ những điều ác nhỏ, vì cho rằng chẳng có hại chi. Hãy xem nước nhỏ vào ly, mỗi giây một giọt lý tí đầy tràn. Người ngu tối tham gian ác đạo, ngày qua ngày gây tạo nghiệp duyên. Tâm tà nhân xấu tăng thêm, đến khi quả trổ triền miên muộn sầu. Chớ xem thường điều lành nhỏ nhỏ, mà cho rằng chẳng có nghĩa gì. Bình tràn do nước nhỏ rì, siêng năng làm thiện sanh vì trăng sao. Người sống thọ tránh xa động dược, doanh nhân khôn tránh lối hiểm nguy. Người khôn làm chủ hành vi, lánh xa điều ác hướng đi an toàn. Bàn tay tốt có cầm thuốc độc, không hại ai thương tật heo sầu. Cũng vậy người thiện trước sau, không gây nghiệp ác khổ đau cho người. Kẻ xấu ác hại người đạo đức, như bụi mù đang ngược gió bay. Khổ đau xử kẻ ác ngay, quả sầu hành hạ khó tài trốn đâu. Người thiện vừa sinh từ bụng mẹ, kẻ ác gian xa đọa cõi sầu. Thiện sinh thiện giới rất mau, cực thiện chứng đạo thâm sâu niết bàn. Dầu bay lượn trên trời cao vút, hay lặn bơi mất hút biển sâu, chui vào hang đá đi đâu cũng không trốn được quả sầu đã gieo. Dầu bay lượn trên trời cao vút, hay lặn bơi mất hút biển sâu,
chui vào hang đá đi đâu, tử thần đeo bám không sao xa lìa.